Dạ, em xin kính chào các bác yêu Lan ạ. Thì hôm nay bên Phong Lan rừng em thì chia sẻ các bác rất là nhiều những cái tác phẩm đơn thân các bác nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em là 0977 842 981 các bác ạ. Mở đầu like thì em sẽ chia sẻ các bác một số đơn thân như là đuôi cáo các bác nhé. Đây, bên em thì có cáo trồn và nhạn kiều, đây châu. Dạ, trước màn hình của em là một chậu lan đuôi cáo có mã là C2 các bác ạ. Và mã C2 của em là một chậu cáo các bác ạ, một chậu cáo đỏ mà nó lẫn một con cáo trắng các bác nhé, lẫn một con cáo trắng đang có hai vòi nụ rồi ạ. Đây, mời các bác ngắm này. Đây là một cây cáo trắng đang có hai nụ hoa như thế này các bác nhé. Còn đây là cáo đỏ Bắc Cạn các bác này. Đây, đang có nụ, đang bắt đầu có nụ rồi các bác ạ. Ở trước màn hình của em là cái mã C2 các bác ạ. Đó, C2 của em thì là một chậu cáo đỏ và cáo trắng các bác nhé, nó lẫn. Thì các bác nhìn là các bác cũng biết là bản lá rất là to và dày, cây thì đã được thuần vườn rất là lâu năm ạ. Đó, cây nào cũng là bản xếp lá dày các bác nhé, bản xếp lá dày. Dạ, cái mã C2 đuôi cáo các bác là chốt, em chia sẻ với giá bằng 1.580.000 các bác nhé, 1.580.000 các bác ạ. Một chậu lan đuôi cáo phải nói là siêu VIP và đang nụ các bác ạ. Bản lá rất là to và dày các bác nhé, mã C2. Dạ, trước màn hình của em thì lại là một cái mã C1 các bác ạ. Đây ạ. Đó, C1 thì lại là một cái chậu cáo trắng cũng siêu là đỉnh các bác nhé. Ở đó là bản lá to dày các bác ạ. Đây, một con cáo trắng phân nhánh bản to dày như thế này các bác ạ. Đó, một con cáo trắng khủng nhá. Cây phân nhánh mẹ bồng con này, một mẹ bồng hai con các bác ạ. Một mẹ bồng hai con nhé. Cây này có hai con bồng ở gốc các bác này. Một con, hai con bồng ở gốc nữa. Đấy, và bên cạnh cũng là ba cây cáo đỏ các bác ạ, ba cây cáo đỏ ạ. Phải nói cái cáo trắng phân nhánh thì bản lá siêu to và dày như thế này các bác nhé. Bản lá siêu to và dày như thế này ạ. Rồi, bác nào sưu tầm cái mã C2 thì em gái chia sẻ bằng 1.280.000 các bác nhé, 1.280.000 cho cái mã. Mã C1 các bác ạ, em xin lỗi mã này là mã C1 ạ. 1.280.000 cho cái mã C1 các bác nhé, C1 siêu VIP ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái giò cáo nữa các bác. Đây, một cái giò cáo của Bắc Cạn các bác ơi. Đó, trước màn hình một giò cáo của Bắc Cạn, cây nó được thuần trên cục gỗ như thế này các bác ạ. Thì thực ra cái lũa này thì có một cây xếp đẹp các bác nhé, có một cây xếp đẹp và cây này thì nó hơi nỉ lá các bác. Cây thứ hai là có hơi độ nỉ lá, cây cáo già như thế này các bác. Cây nó đã ra hoa rồi, không phải là chưa có hoa đâu các bác. Lũa này thì nó chỉ được có 3 cây các bác ạ, 3 cây thôi ạ. Dạ, em chia sẻ cái mã này là mã C3 các bác, C3 này. Đó, C3 em để các bác bằng 200.000 các bác nhé, 200.000 cho cái mã C3 các bác ạ. Đó, những cây xếp VIP như thế này các bác mua nó sẽ không dưới 300.000 một cây ạ. Em để các bác cái mã C3 này bằng 200.000 các bác nhé, 200.000. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Dạ, tiếp theo của em là một cái mã D1 quế trắng tháng 8 các bác ạ. Đây, trước màn hình của em thì là một cái chậu quế trắng tháng 8 có mã là D1 đẹp. Lá nhựa thì nó đã bao đẹp các bác nhé. Mã C1, à, cái mã D1 quế trắng thì em để các bác bằng 650.000 các bác ạ. 650 cho cái mã D1 quế trắng các bác nhé. D1 ạ. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ cái mã này là cái mã Q1 chậu các bác ạ. Q1 thì nó vẫn là một chậu quế trắng bản đẹp như thế này các bác ạ. Bác bạn lá to như thế này. Dạ, cái mã này là mã Q1 các bác nhé. Q1 một chậu ạ, 3 cây ạ. Đó, rất là đẹp các bác ạ. Đang có mị bồng con ở chân này. Đấy. Dạ, cái mã Q1 quế chậu thì em để các bác bằng 680.000 các bác nhé. 680.000 cho cái mã Q1 chậu ạ. Đó, đây là Q1 chậu các bác nhé. Nhà em thì hôm nay nói chung là nguyên hàng VIP và hàng khủng thôi. Đó, em sẽ chia sẻ các bác tiếp này cái mã Q2 ạ. Đó, Q2 thì vẫn là một chậu quế của Hòa Bình đẹp như thế này các bác ạ. Miệng bồng con rất là nhiều luôn các bác ạ. Nói chung là đây các bác nhìn này. Nó phân nhánh ngọn, nói chung là đi nó dáng theo kiểu hơi cong cong các bác nhé. Đây. Và những cái vòi hoa cũ của nó các bác nhìn nó rất là nhiều và đẹp luôn các bác. Đó. Dạ, cái mã Q2 thì em để các bác bằng 800.000 các bác nhé. 800.000 cho cái mã Q2 các bác này, đơn thân đẹp này. Đấy, Q2 đơn thân đẹp các bác nhé, 800.000. Đó, quế trắng các bác nhé, quế trắng cái mã Q2 đẹp ạ. Em chia sẻ bằng 800.000 các bác nhé. Đấy ạ, rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một lũa hoàng nhạn các bác ạ. Đó, một cái lũa hoàng nhạn của em đây thì có cả hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai lẫn hoàng nhạn rừng của Buôn Đôn các bác nhé. Hoàng nhạn lẫn cả cái tháng 4 Buôn Đôn các bác ạ. Và có những cây tháng 4 Buôn Đôn thì nó đang có nụ các bác nhé. Và em chia sẻ các bác này, cái chậu lũa này của em thì có hai cây tháng 8 các bác này. Đây, cây này của em là cây tháng 8 VIP này. Đấy, những cái vòi hoa nó ra trong năm phải nói siêu đẹp như thế này các bác. Đây, cây tháng 4, một cây tháng 8 VIP này. Đây là một cây tháng 8 VIP nữa các bác nhé.
Đây, cây tháng 8 trong năm nó ra hoa, cần nó vẫn còn xanh như thế này các bác. Đối với cây tháng 8 này thì nó mẹ bồng 3 con các bác ạ, một mẹ bồng 4 con, không phải 3 con đâu các bác. Đó, và cái lúa này là của em có duy nhất là 2 cây tháng 8 các bác nhé. Đó, lúa này của em thì có 2 cây duy nhất là 2 cây tháng 8, còn lại là tháng 4 Buôn Đôn nó đang có nụ các bác này. Đấy, những cây này nó đang có nụ rồi các bác ạ, đây, đang có nụ này. Đây, đang có nụ các bác nhé, toàn bộ là những cây già lâu năm mẹ bồng con rất là nhiều ạ. Dạ, cái mã này thì các bác chốt cho em là cái mã V1 VIP ạ. Đó, cả tháng 4 và tháng 8 các bác nhé, cả tháng 4 và tháng 8. Nói chung là em gái sẽ sale và chia sẻ cái mã này siêu là hạt rẻ các bác này. Đấy, cây tháng 8 nó cong đẹp như thế này luôn các bác ơi, cong đẹp như thế này luôn. Mẹ bồng 4 con nhé, và cái cây này thì cây là xếp siêu đẹp như thế này các bác ạ. Đó, bao gồm là có 2 cây tháng 8, còn lại là tháng 4 Buôn Đôn các bác nhé. Còn lại là tháng 4 Buôn Đôn đang có nụ đây các bác này. Đây, tháng 4 Buôn Đôn đang có nụ rồi ạ. Đây, đây, những cây này là cây tháng 4 các bác nhé. Cây tháng 4 chứ không phải là nguyên tháng 8 các bác nhé. Có 2 cây tháng 8 thôi. Đây, tháng 4 Buôn Đôn các bác này đang có nụ rồi này. Đấy, các bác chốt cho em cái mã này là V1 ạ, V1 VIP ạ. Đây, cái mã V1 VIP này em chia sẻ các bác bằng 4.500.000 các bác ạ, 4.500.000 các bác nhé. Đây, một cái mã siêu VIP các bác ạ. Đó, đó bao gồm cả nhận tháng 4 và nhận tháng 8 các bác nhé. Đây, cây tháng 8 này cũng mẹ bồng mấy con đây các bác này. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con nhé. 5 con các bác ạ, bồng 4 con. Em cứ gọi là bồng 4, à, xem. Bồng 5 con các bác ạ. Cây nhận tháng 8 này bồng 5 con nhé. Và cây trên này bồng 4 con. Đó, nguyên cái lũa này của em là có 2 cây tháng 8. Mỗi cây một mẹ bồng 4 con và một cây là một mẹ bồng 5 con ạ. Đó, còn lại là tháng 4 Buôn Đôn các bác nhé. Còn lại là tháng 4 Buôn Đôn và cây đang có nụ ạ. Đó, V1 VIP. Rồi em chia sẻ các bác bằng 4.500.000 các bác nhé. 4.500.000 là quá rẻ các bác ạ. Và các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. À, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một lũa quế trắng tháng 8 của Hòa Bình mà là nó dòng quế nhân các bác ạ. Các bác nhìn này, đây là cái ngọn quế nhân này. Quế nhân các bác nhé. Đây, ngọn quế nhân phân những ngọn các bác này. Đây, các bác nhìn bản lá này. Bản lá nhân rất là đẹp và lá rất là to. Cây này thì em chưa có nắn tại vì để nó đi tự do các bác ạ. Đây, nó phân nhánh ngọn và ngọn lá nhân như thế này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn ngọn nó phải nói siêu đẹp như thế này. Em không có người nâng nên là các bác xem thì nó sẽ hơi khó ạ. Dạ, em chia sẻ cái mã quế VIP này ạ. Các bác chốt cho em là quế VIP nhé. Quế nhân VIP các bác ạ. Đây, anh hộ em cái ngọn này lên tí được không? Đây, các bác nhìn ngọn nó nhăn đẹp như thế này luôn các bác. Bản lá to nhé. Ngọn nhân này bản lá siêu to như thế này các bác này. Đấy, được rồi, dựng giữ thế đi. Dạ, em chia sẻ cái tác phẩm quế nhân VIP ạ. Đấy, cái thân này thì nó có một ngọn nhăn đây các bác nhé, một ngọn nhăn. Thôi được rồi, buông xuống đi, quay vòng tròn em cái. Đây. Đó, các bác chốt cho em cái lũa này là quế nhăn VIP, em để các bác bằng 5 triệu các bác ạ, 5 triệu nha. Quay cấp cái tay xuống một tí đi. Được rồi. Đó, quế nhăn VIP với giá bằng 5 triệu các bác ạ, quế nhăn VIP nha. Đó, các bác chốt cho em bằng 5 triệu ạ. Đấy, các bác nhìn ngọn xoáy lá nhăn như thế này, các bác nhìn này. Đó, từ từ. Nhìn ngọn xoáy của nó vẫn là ngọn đẻ con ra, vẫn là ngọn lá nhăn nhá. Ngọn đẻ con vẫn là ngọn lá nhăn ạ. Dạ, quế nhăn VIP em chia sẻ với giá bằng 5 triệu các bác ạ. Đây. Đơn hàng nhà em thì cũng đang chuẩn bị đóng đi cho khách đây các bác ạ. Thực ra ngày nào cũng đi nhiều lắm, sáng ngày đi một chuyến rồi các bác. Sáng ngày đi một chuyến rồi. Đấy, các bác sưu tầm thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em nhé. Đấy, chắc là đơn nhà ai gửi đấy à. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo từng giò các bác ạ. Và tiếp theo thì em chia sẻ cái mã này là mã V2 các bác. V2 là một chậu tháng 8 siêu VIP như thế này các bác. Đây, V2 trước màn hình của em là một chậu tháng 8 VIP như thế này các bác ơi. Các bác ngắm từ chất cây này, nó bao xuất sắc như thế này ạ. Dạ, cái mã V2 nhận tháng 8 VIP, mã này em chia sẻ các bác bằng 2.860.000 nhá. 2.860.000 các bác ạ. Một mẹ phải nói bông rất là nhiều con ạ. 2, 4 6 con, một mẹ bồng 6 con các bác nhé. Một mẹ bồng 6 con này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bác ạ. Mã này các bác chốt cho em là V2 nhận tháng 8 VIP ạ. Đó, em chia sẻ là bằng 2.860.000 nhé. Đây là những vòi hoa này, đợt vừa rồi nó ra đấy các bác. Rất là nhiều, bản đẹp nhé. 2.860.000 các bác nhé. Một mẹ bồng 6 con ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Và trước màn hình của em thì lại là một cái dề quế trắng các bác ạ. Một dề quế trắng tháng 8 này, đây là quế dề nhá. Thôi, cái dề này em sẽ chia sẻ sau các bác ạ. Em sẽ chia sẻ đơn thân trước. Dạ, tiếp theo em chia sẻ các bác đó là một chậu cát các bác ạ. Đây,
Đó, trước màn hình của em là một chậu cát cổ các bác nhé. Đây là cái dòng cát cổ hai lá này, đẹp này. Dòng bông to siêu khủng các bác nhé. Cái dòng này bông to các bác ạ, bông to cánh dày và hoa cực thơm. Dạ, cái mã này các bác chốt là cát cổ ạ, cát cổ VIP. Rồi em chia sẻ các bác bằng 680k các bác nhé, 680k. Đó, một chậu cát cổ bao khủng như thế này các bác ạ, 680 cho một cái chậu cát cổ ạ. Đó, bác nào sưu tầm cát cổ thì alo cho em các bác nhé, cát cổ. Rồi trước màn hình của em thì lại là một cái chậu ám văn giang các bác ạ. Một chậu ám văn giang như hình này. 2, 4, có 6 thân các bác ạ, 6 thân hoa và nó đã xuống lá và chuẩn bị đi nụ các bác nhé. Cái ám văn giang này thì em chia sẻ các bác bằng 350k một chậu ạ. Đó, 350 cho một chậu ám văn giang các bác nhé, ám văn giang. Ám cổ các bác ạ. Rồi tiếp theo của em là một cái chậu mít của Hòa Bình các bác ạ. Đấy, em cũng đã giới thiệu rồi. Cái dòng mít Hòa Bình cánh bay 24 giờ phải nói. Một cái dòng thân thủ siêu đẹp các bác nhé. Cái mã này thì các bác chốt là mít Hòa Bình ạ. Đó, em chia sẻ các bác bằng 580k các bác nhé, 580 cho một cái chậu mít Hòa Bình ạ. Các bác nhìn cái chậu mít này siêu đẹp các bác nhé, 580 cho cái chậu mít Hòa Bình ạ. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái tác phẩm của Kiều Tím các bác nhé. Đây, Kiều Tím Yên Tử mà cây đang có nụ các bác ạ. Đây, một chậu đang nụ như hình ạ. Một chậu siêu VIP các bác ạ. Cái mã này thì các bác chốt cho em là mã K2 Tím Yên Tử này, cả nhà mình ạ. Bác nhìn cho em thân nụ của các bác này, nụ này. Đang nụ luôn các bác nhé, đang nụ luôn đây ạ các bác ạ. Đây, đang nụ như thế này các bác nhé. Đây, Tím Yên Tử đang nụ, phải nói là toàn thân tơ như thế này các bác ơi. Đó, các bác chốt Kiều Tím Yên Tử có mã là K2 ạ. Ủa, K2 siêu phê các bác này. Đó, K2 thì em để các bác bằng 2 triệu các bác nhé, 2 triệu cho cái mã K2 Kiều Tím Yên Tử đang nụ ạ. Các bác nhìn cái chậu lan nó đang nụ quá là đẹp luôn các bác ạ. Đang bắt đầu đi nụ như thế này các bác nhé, nụ rồi. Đó, nụ rồi các bác ạ. Đấy, các bác sưu tầm thì alo cho em các bác nhé. Chị K2 Tím Yên Tử ạ. Nói chung là hiếm khi các bác nhìn thấy những cái giò kiều bản to đẹp như thế này ạ. Dạ, tiếp theo lại là một cái mã K3 các bác ạ. K3 thì gọi là một chậu yên tử VIP ạ, cả nhà mình ạ. Một chậu yên tử siêu VIP như thế này. Và các bác nhìn nói chung là đẹp tuyệt đối, nói chung là từ thân lá từ gốc các bác nhé. Đẹp tuyệt đối luôn. Dạ, cái mã K3. Dạ, K3 là Tím Yên Tử VIP ạ. Rồi cái mã K3 Tím Yên Tử VIP em chia sẻ các bác với giá bằng 5 triệu các bác nhé. 5 triệu cho cái mã K3 ạ. Rồi các bác. Các bác nhìn những cái thân lá của nó phải nói bao phê đẹp như này các bác. Đẹp tuyệt đối luôn, lá mít tròn xoe nhé. Các bác nhìn thấy lá mít tròn xoe bao VIP ạ. Dạ, K3 Tím Yên Tử em đi chia sẻ các bác bằng 5 triệu các bác ạ. Rồi các bác ơi. Các bác ngắm cho em cái lụa lan này không đẹp không lấy tiền luôn thực sự này. Đó. Với một tác phẩm để trấn vườn ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé. Rồi tiếp theo là em chia sẻ các bác cái mã T3. Đó, T3 của em là một cái giò hoàng tam bảo các bác nhé. T3 là một cái giò hoàng tam bảo. Đó, bác nào sưu tầm được cái giò hoàng tam bảo có mã T3 này thì em chia sẻ các bác là bằng 750k các bác nhé. 750k cho cái mã hoàng tam bảo ạ. Siêu là đẹp các bác nhé. Mã K3 hoàng tam bảo này. Đẹp lắm các bác ơi, mã K3 nhé. Rồi, em chia sẻ các bác cái mã này mã T3 các bác ạ. Em xin lỗi, mã T3 này, T3. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái giò tam bảo của Tây Bắc các bác ạ. Đây, một cái giò tam bảo của Tây Bắc mà nó phân nhánh ngọn đẹp như thế này các bác ơi. Và rất là nhiều nụ nha các bác. Đây. Rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Đây, các bác nhìn cho em ạ, cái mã T1 ạ. Các bác nhìn này, vòi hoa nó quá trời đất luôn. Đây các bác ơi. Này, tất nách lá này, phân nhánh ngọn rất là nhiều nhá. Lầy mẹ bồng 4 con này, 1 2 3 con này, 4 con các bác ạ. 5 con này. Trời ơi, nó đang phân nhánh ngọn quá trời đất luôn các bác. Này, nụ này. Đây, cái mã T1 VIP này. Đây, một cái giò tam bảo của Tây Bắc các bác nhé. Một cái giò tam bảo của Tây Bắc VIP như thế này. Rồi cái mã này em chia sẻ các bác bằng 1 triệu 100k các bác ạ. 1 triệu 100k nhé. Đây, các bác nhìn này. Một ngọn phân nhánh các bác này. Phân nhánh mấy ngọn luôn các bác ơi. Nó phân nhánh mấy ngọn này các bác này. Đây, một ngọn phân nhánh mấy ngọn luôn các bác nhé. Dạ, cái mã T1 ạ. Rồi các bác ơi, mã T1 em để các bác bằng 1 triệu 100k các bác nhé. 1 triệu 100k các bác ạ. Ôi, cái bản lá nhựa nó đẹp siêu phê như thế này các bác ạ. Đó. Các bác nhìn cái bản lá nhựa này, nó đẹp này. Đó, cứ một thân là nó phân rất là nhiều ngọn các bác nhá. Một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn, thân này cũng phân nhánh bốn ngọn các bác này. Phân nhánh bốn ngọn, thân bên dưới này cũng phân nhánh mấy ngọn đây nữa này. Ôi, nó còn phân nhánh nhiều các bác ạ. Cái dòng này nó còn phân nhánh nhiều, cái mã T1 em chia sẻ bằng 1 triệu 100k các bác nhá. 1 triệu 100k các bác ạ. Cho cái mã T1 ạ. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái trụ lan đai châu ạ. Châu trụ các bác chốt là châu trụ nhé. Châu trụ 11 con này. Có đúng một lũa thôi các bác. Đúng một lũa thôi. Các bác chốt là châu trụ nhé. Châu trụ
Cả vườn có một trụ em sẽ xả các bác thanh lý này, lúa này thì trong năm các bác cũng biết rồi, em bán 3 triệu 8, 4 triệu và hôm nay xả các bác cái mã này là bằng 1.800.000 các bác ạ, 1.800.000 nhé. Mà không, em quên lỗi, xin lỗi. 1.680.000 các bác nhé. 1.680.000 cho châu trụ lũa đẹp VIP. Đó, lũa này là hôm nay em sale thanh lý các bác ạ. 1.680 nhé. 1.680 cho một con số lộc đẹp ạ. Đó, châu trụ VIP ạ. 11 cây các bác nhé. 11 cây đai châu VIP. 1.680. Đó, dạ, tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác đó là một cái chậu táo trắng. Cây xếp VIP ạ. Chậu này thì có hai cây to, một cây nhỏ. Hôm nay xả các bác cái mã này là mã C5 ạ. C5 có trắng. Em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 450.000 các bác nhé. 450 cho cái mã C5 cao trắng ạ. Đó, tiếp theo của em là một cái lũa lan đuôi trồn các bác ạ. Đây, một lũa trồn Lai Châu ạ. Đẹp. Lũa này thì bao gồm là có 2, 4, 6, 8 con trồn các bác ạ. Đó, bao gồm là có 8 con trồn cho một lũa. Các bác chốt là cái mã này là H1 ạ. Là H1 em để các bác bằng 600.000 các bác nhé. 600.000 cho cái mã H1. Trồn Lai Châu đẹp ạ. Đang có nụ rồi các bác ạ. Đang bắt đầu đi nụ rồi nhé. Có H1 bằng 600.000 các bác ạ. H1 nhé. 600.000. Ở đây H2 của em ạ. H2 thì của em là một cái chậu lan đuôi trồn hồng các bác nhé. Trồn hồng VIP này. Đây các bác ơi. Các bác chốt cái mã H2 trồn hồng VIP này. Đó, em chia sẻ các bác bằng 1.860.000 nhé. Tại vì hàng này nó là hàng tác phẩm các bác ạ. Hàng tác phẩm 1.860.000 các bác ạ. H2 ạ. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu kiều của Yên Bái các bác. Một chậu kiều tím Yên Bái như hình này. Đó. Mã này các bác chốt cho em là cái mã K3. À, mã K4. À, cái mã này là mã K4 các bác. K4 này. K4. Dạ, K4 kiểu tím Yên Bái. Em chia sẻ các bác bằng 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000. Đó, cho kiểu tím Yên Bái có mã là K4 các bác ạ. K4 nhé. K4 tím Yên Bái đẹp với giá bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho cái mã K4 kiểu Yên Bái các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái dề lan cẩm báo các bác ạ. Đây. Đó, trước màn hình của em là một cái dề cẩm báo nguyên dề các bác ạ. Đây, một cái dề cẩm báo nguyên dề này. Mã này em chia sẻ các bác bằng 430.000 các bác nhé. 430 cho một dề cẩm báo ạ. Đẹp các bác ạ. Đây, các bác nhìn cái dề lan này. Đó, gỗ cực kỳ là khỏe các bác nhé. Gỗ cực kỳ là khỏe và bộ rễ thì đan quanh giá thể như thế này ạ. Có đúng một dề đấy các bác ơi. Đúng một dề nhá. Dạ, em gái chia sẻ các bác bằng 430.000 các bác ạ. 430 ạ. Đây, bác số tầm cẩm báo thì chốt và alo cho em các bác nhé. 430.000. Dạ, tiếp theo thì em có một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ Quốc Dân các bác ạ. Đó, trước màn hình là một chậu Phú Thọ Quốc Dân 5 cánh trắng lá lỗi ạ. Đó, chiều cao của chậu thì nó dao động từ 1m4 các bác ạ. 1m4 ạ. Đó, em có đúng một chậu thôi và em sale các bác bằng một chậu Phú Thọ lá lỗi thân chuẩn bị hoa như thế này các bác nhé. Đang xuống lá rồi. Đấy. Chuẩn bị hoa là dạ em chia sẻ các bác bằng 750.000 các bác nhé. 750.000. Đó, bác nào sưu tầm thì alo cho em các bác nhé. Phú Thọ 5 cánh trắng lá lỗi. Đó, tiếp theo của em là một lũa nhận tháng 8 hàng đỉnh VIP nữa các bác này. Lũa này thì các bác chốt cho em là cái lấy mã VIP 3 nhận tháng 8 ạ, VIP 3 nhận tháng 8 nhá, V3. Thì bao gồm một lũa thì nó có 3 cây các bác ạ, một lũa có 3 cây, cây ở đây nữa là 4, cây này thì nó hơi lỗi lá và hơi vàng lá chân các bác nhá, hơi vàng lá chân. Rồi hôm nay em gái sale các bác bằng 4 triệu à. Rồi thanh lý các bác bằng 4.250.000 đi các bác ạ, 4.250.000 các bác nhá. Nhận tháng 8 ạ. Cái mã V3 VIP ạ. Dạ, V3 VIP bác là sưu tầm thì alo qua số điện thoại cho em gái các bác nhé. Dạ, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác những cái chậu lan sơn thủy tiên ạ. Đây. Đó, trước màn hình của em là cái chậu lan sơn thủy tiên như hình các bác này. Sơn thủy tiên em chia sẻ các bác bằng 320.000 một chậu ạ. Đó, 320 cho một chậu lan sơn thủy tiên các bác nhé. Sơn thủy tiên. Đây ạ. Đó, tiếp theo thì em sẽ chia sẻ các bác những cái chậu Mitsu 4N các bác ạ. Đây. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu su rụt 4N như thế này các bác ạ. Đấy. Cây đã được thuần chậu như thế này các bác nhé. Cây bên này thì lỗi một lá chân ở góc các bác này. Cái mã này thì các bác chốt cho em cái mã N10. N10 các bác nhé, cây đã thuần vườn rồi. Một cây bên đây thì bị cháy mất một cái lá các bác này. Đó, các bác nhìn thấy cháy một cái lá rồi, em để các bác cái mã N10 này bằng 480.000 các bác nhé. 480.000 cho cái mã N10. Dạ, đây là cái mã N1 ạ.
N1 đơn thân thì em để các bác bằng 300k các bác nhé. 300k một cây đơn thân ạ, mã N1 ạ. Ở đây cả mã N2 là một chậu hai cây Mitsu nữa các bác ạ. Cây này thì cũng đã thuần vườn này. Đoạn N2 hai cây Mitsu em cũng sale các bác bằng 480k các bác nhé. 480k các bác ạ. 480k cái mã N2 ạ. Đó. Tiếp theo lại là một cái chậu quế rụt của Hòa Bình, cây nguyên bản mà đã cắt lên chậu như thế này các bác ạ. Đã lên chậu như thế này các bác. 100 cây cho dễ này. Cái mã này thì các bác chốt cho em là cái mã E1 ạ. E1 nhé. Quế trắng tháng 8 mã này này. Em để các bác bằng 260 này. 260 các bác ạ. Đây là cái mã E2 các bác ạ. E2 vẫn là cây nguyên bản cắt ra lên chậu như thế này. Các bác nhìn cổ lá rất là đẹp ạ. Hơi lỗi là chân các bác nhé. Em để các bác cái mã E2 là bằng 250 ạ. Đó, 250 cho cái mã E2 các bác nhé. E2 ạ. Dạ các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em gái các bác nhé. Đây. Dạ, tiếp theo của em thì nó là một chậu cánh bầu đại hàng khủng các bác ạ. Đây, trước màn hình là một cái chậu cánh bầu đại hàng khủng như thế này. Nó là rất là nhiều thân hoa, một chậu nái gốc to các bác ạ. Em đã giới thiệu thực ra cái chậu này của em thì bao gồm là có 13 thân hoa các bác nhé. Bao gồm 13 thân hoa. Nó tiềm năng ở cái chậu nái là cứ năm này qua năm khác là các bác vẫn giữ được mình một cái chậu nái khủng các bác ạ. Đây. Bác nhìn cái mầm gốc của nó phải nói đi rất là nhiều mầm gốc luôn. Nó đi rất là nhiều mầm gốc như thế này các bác, đã mười mấy mầm gốc rồi này. Đó, tức là tiềm năng thì năm nào các bác cũng có một cái chậu nái to khủng như thế này đi chơi nhé. Và em chia sẻ các bác một chậu cánh bầu đại, cánh bay 24 giờ. Với giá là bằng 1 triệu ạ. 1 triệu các bác nhé, 1 triệu. Rồi đây ạ, đây lại là một cái chậu nữ hoàng 28 các bác ạ, một chậu nữ hoàng 28 này. Đấy, toàn bộ là thân hoa các bác nhé, toàn bộ là thân hoa. 2, 4 thân hoa này, 6, 8, 10 thân hoa các bác ạ. Chậu này thì của em có 10 thân hoa các bác nhé, cũng là một chậu mẹ nái ạ. Nó mầm gốc cũng đang bật rất là nhiều các bác ạ. Đấy, tại vì chỗ này nó nắng này. Đang bắt đầu bật mầm gốc rồi. Dạ, cái chậu nữ hoàng 28 này thì em gái chia sẻ các bác này, bình thường lan va nó lên cao rồi. Giá của những chậu này nó cũng rất là cao, nhưng mà hôm nay xả các bác cái chậu này bằng 2, 4, 6, 8, 10 thân hoa. Dạ, em chia sẻ các bác với giá bằng 700k các bác nhé, 700k. 700k cho chậu nữ hoàng 28 này các bác nhé. Bác nào sưu tầm thì chốt và alo cho em sale số điện thoại bên đã ghim trên bài các bác ạ. Dạ, tiếp theo thì lại là một cái chậu quế trắng đơn thân nữa các bác này. Quế trắng đơn thân nhé. Bác nhìn một chậu tác phẩm đơn thân này nó quá là đẹp các bác ạ. Quá là đẹp luôn các bác ơi. Một chậu đơn thân VIP ạ. Bác chốt cho em là quế đơn thân VIP nhé. Cái mã này thì có mã là G1. Đó, G1 là một chậu đơn thân các bác ạ. Dạ, em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 1.500k các bác nhé. 1.500k cho cái mã G1. Các bác nhìn mẹ bồng con quá nhiều này. Đó. Tức là của nó là một cái chậu có một gốc mà nó bồng nhiều con các bác nhé. Đơn thân VIP ạ. Cái mã G1 ạ. Dạ, G1 em chia sẻ các bác là bằng 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đó, số đấy thì em đã ghim trên bài rồi ạ. Dạ, tiếp theo của em thì nó lại là một cái chậu mít của Văn Sơn các bác ạ. Chậu này thì nhiều thân lắm các bác. Và cũng đang xuống lá tự do như thế này các bác, đang xuống lá tự nhiên nhé. Để cây nó cho nụ, mùa này là 90% là phong lan đang đi nụ các bác ạ. Mã này thì chốt là mít Văn Sơn ạ. Hôm nay xả các bác cái chậu này này. Một chậu mít Văn Sơn hôm nay xả các bác bằng 700k các bác nhé. 700k cho cái chậu mít Văn Sơn 10 thân hoa các bác ạ. Một chậu mít Văn Sơn lá nhựa 10 thân hoa nhé. Bằng 700k các bác ạ. 700k. Đó, các bác sưu tầm thì các bác alo qua số điện thoại cho em nhé. Đây, một dề họa hoàng cam này. Họa hoàng cam hôm nay xả các bác bằng 380 các bác này. Có một giò thôi. Họa hoàng cam 380 các bác nhé. Đó, tiếp theo là một cái chậu bệt các bác ạ. Một chậu bệt này. Một chậu bệt duy nhất. Em chia sẻ các bác một chậu bệt nhung này với giá là bằng 240k các bác nhé. 240k cho cái chậu bệt nhung ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em ạ. Rồi, tiếp theo thì em còn một số chậu đai châu nữa các bác. Em thanh lý các bác một chậu hồng cánh sen này. Một chậu hồng cánh sen các bác nhé. Thanh lý các bác 180k một chậu này. Hồng cánh sen này. Đó, rồi tiếp đến là một chậu sơ mi hồng này. Sơ mi hồng em thanh lý các bác bằng... Rồi 180k một chậu các bác nhé. Hôm nay còn mấy chậu là thanh lý nốt. Sơ mi hồng 180 này. Dạ, cam lửa này. Cam lửa sale các bác 180k một cặp này.
Đó, xanh cốm các bác này, xanh cốm là nó bị lỗi các bác này, lỗi lá này. Một cây xanh cốm lỗi thì em xạ các bác bằng 210 luôn các bác nhá. Mã này bình thường em bán thì các bác cũng biết rồi, không dưới 500 ngàn một cân một cây. Hôm nay xạ các bác bằng 210 các bác nhá, xanh cốm này. Rồi tiếp theo là một cây vàng nữa các bác, một cây vàng chanh bị lỗi các bác này, cháy lá này. Đấy các bác thấy chưa, cháy này. Đó, vàng chanh lỗi cũng xạ các bác 210 các bác nhá, xạ các bác bằng 210 ạ. Gọi là xạ thanh lý. Đó, các bác sưu tầm được thì các bác alo qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đây, em có một đơn quỳnh hương kiếm, cả nhà mình nguyên rề thế này. Có một đơn các bác, riêng với quỳnh hương kiếm này thì có một đơn em xả các bác 150k đây. Đó, xanh Huế lỗi này 150 các bác này, xanh Huế có lỗi. Đấy, lỗi lá nhá, măng nó hơi nhỏ, xả các bác 150 ạ. Dạ. Rồi tiếp đến là của em là một cái thân này. Kiếm này cũng khá là đẹp các bác ạ, một hồng khánh đăng đẹp này các bác. Đây có củ sừng này. Đấy. Nói chung là thân tơ đẹp các bác nhé, thân đẹp. Hồng cánh đăng, mã này em chia sẻ các bác bằng 250 nhé. Hồng cánh đăng này. Ồ, tiếp đến là một cái thân phan trí đẹp như thế này các bác ạ. Đó, em tách ở cái chậu có nụ hoa đấy các bác. Đấy, một măng một sừng nhé, lá hơi có độ nẻ. Em xả các bác mã này bằng 250 luôn các bác ạ. Phan trí nhé, các bác sưu tầm thì alo cho em các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em nhé. Đây, em chia sẻ các bác một chậu bảo duy như hình các bác ạ. Bình thường chậu này các bác cũng biết rồi, các bác mua sẽ không dưới 1,8-2 triệu đâu. Hôm nay xả các bác bằng 580k các bác nhé. Có đúng một chậu các bác ạ, một chậu bảo duy này 580 này. Đó, các bác sưu tầm thì các bác alo qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đó, ngoài ra thì bên em có nhiều siêu phẩm, ngày nào cũng xuống nhiều siêu phẩm như thế này các bác. Là một dề quế này, một dề quế các bác nhé, nguyên dề các bác ạ. Đó, 20-21 ngọn các bác ạ. Đó, tác phẩm dề quế các bác chốt cho em là Q10 ạ. Đó, Q10 quế nguyên dề nhá. Em chia sẻ các bác cái mã này là bằng Q10 quế nguyên dề, em chia sẻ các bác bằng 3 triệu các bác ạ, 3 triệu ạ cho cái mã Q10 ạ. Đấy, siêu là đẹp như thế này các bác ơi, Q10 quế nguyên dề nhá. Đó, các bác sưu tầm thì các bác alo qua số điện thoại giúp em ạ. Đây, những chậu kiếm to này, những chậu hồng khánh đăng to này là em cũng bán cho khách rồi các bác này. Mai em sẽ gửi xe. Ngoài ra còn những nhiều những chậu đẹp các bác sưu tầm thì cứ alo cho em các bác ạ. Dạ, Q10 quế nguyên dề em để các bác bằng 3 triệu nhá. Đó, còn bác nào sưu tầm được cái dề nhạn tháng 4 buôn đôn lẫn nhạn tháng 8 thì các bác chốt cái dề này cho em. Đây. Cây tháng 8 đẹp như thế này các bác, cây tháng 8 này, mẹ bồng 5 con này. Nguyên cây tháng 8 này là một mẹ bồng 5 con nhá. Và cây tháng 8 thứ hai này một mẹ bồng 4 con nữa các bác này. Đó, tức là cái dề này của em thì có hai cây tháng 8, còn lại là tháng 4 buôn đôn đang có nụ ạ. Có hai cây tháng 8, còn lại là tháng 4 buôn đôn đang nụ các bác nhá. Đó, có hai cây tháng 8 còn lại là tháng 4 buôn đôn đang nụ. Bác là số tầm này các bác chốt em để bằng 4,5 triệu các bác ạ. À 4,650 triệu em xin lỗi. Mã này là bằng 4,650 triệu các bác nhé. 4,650 triệu. Đấy. V1 rồi các bác ạ, V1 ạ. Nhìn ngọn nó đẹp như thế này luôn, thật sự. Ngọn siêu là đẹp các bác ạ. V1 nhé. 4,650 triệu các bác ạ. Siêu là VIP các bác ạ. Đẹp lắm các bác ơi, cái tác phẩm này nó là hàng lâu năm ấy. Toàn bộ là những cây mẹ bồng con các bác nhé. Đây, nhạn tháng 4 đang có nụ các bác này. Đây, những cây tháng 4 đang có nụ như thế này các bác này. Đó, cây tháng 4 cũng mẹ bồng con như thế này các bác. Đấy, một mẹ bồng rất là nhiều con như thế này các bác nhé. Đang có nụ như thế này các bác này. Đó, cây tháng 8 này đợt vừa rồi nó hết hoa, vòi nó vẫn còn xanh các bác này. Đấy, vòi nó vẫn còn xanh đây này. Đấy, đẹp lắm các bác ơi. Đó, chốt thì các bác alo qua số điện thoại cho em ạ. Tiếp đây là của em là một cái giò quế lá nhăn như hình các bác nhé. Đây là quế lá nhăn bản ngọn to lá xoáy các bác này. Đây quế nhăn các bác nhé. Các sưu tầm cái lũa này thì các bác chốt em chia sẻ với giá bằng 5 triệu các bác ạ. 5 triệu nhé, quế lá nhăn như này. Đấy, các bác sưu tầm các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Cái này nó hơi lỗi lá chân các bác này. Đấy, bản lá to như thế này các bác, bản lá rất là to như thế này nhé. Bản lá to như thế này các bác, đây các bác nhìn. Bản lá rất là to luôn. Quế nhăn em để các bác bằng 5 triệu các bác ạ, 5 triệu nhá. 5 triệu các bác ạ, đây là những cái chậu kiếm này em đã chốt cho khách rồi này. Mai em gửi xe các bác ạ, đối với những chậu đấy thì mai em gửi xe đấy, tại vì nó to em gửi xe các bác ạ. Đó, các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đấy, còn cái mã nhận tháng 8 VIP 2 các bác nhìn này, nó đỉnh như thế này luôn. Đấy, nắng các bác.
Đây là ánh nắng nó chiếu các bác xem nó hơi khó. Đây các bác này, mị bồng 5-6 con này. Đây là ánh nắng nó chiếu các bác này. Đây ạ. Nhận hàng 8 trong cái mã này em để các bác bằng 2.800.000 các bác nhé, 2.800.000. Em xin cảm ơn các bác ạ. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em, rồi bên sẽ chia sẻ Zalo các bác nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.